Đây là bài viết "Tôi chưa bao giờ thấy cảm giác phê khi hôn một ai đó" của tác giả Big Ass Girl, đăng trên spiral.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Khi 19 tuổi, tôi bắt đầu chạm môi với một người. Người đó là crush đầu tiên của tôi. Và đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi với người mà tôi thích. Well, nhưng cũng chính vì nụ hôn đó, tôi nhận ra mình chẳng có cảm giác quá sâu sắc với anh chàng ấy, mặc cho tôi bị trúng tiếng sét ái tình với anh ngay lần đầu tiên gặp anh. Thật ra, hồi đó ngu ngốc lắm. Chúng tôi đều chỉ bắt đầu bằng nụ hôn chạm môi thông thường, không đi quá xa. Tôi có hỏi thử anh ấy có cảm giác gì khi hôn tôi? Thì câu trả lời là, anh ấy thấy tim đập mạnh và cảm giác mãi mãi kéo dài nụ hôn ấy được ôm tôi vào lòng nữa. Tôi thì chẳng có cảm giác gì cả, dù chỉ là mỗi lần nói chuyện với anh hay nghe anh nói câu gì đó xến xến như kiểu anh nhớ em, anh hay thường mơ thấy em, thì tôi lại thấy cảm giác xao xuyến trong lòng. Và sau vài tháng cách ly nhau do đi học quân sự xa Hà Nội, chúng tôi chính thức chia tay. Tôi dứt khoát, còn người yêu cũ thì cứ mãi đeo đuổi để gặp tôi và mong quay trở lại 1-2 tuần sau liền theo đó. Lúc ấy tôi cũng nghĩ hay là do nụ hôn đầu mình hôn kiểu rụt rè, nhẹ nhàng quá và chẳng có gì thú vị, nên tôi, một đứa siêu thích đọc truyện lãng mạn phương Tây, thích sự cuồng nhiệt, đam mê, thấy nó nhàm chán là lẽ dĩ nhiên. Tôi cũng đã chấp nhận sự thật đó và bẵng đi một thời gian, không yêu đương, không hẹn hò gì cho đến khi gặp người yêu thứ hai. Cách đó chắc cũng phải 3-4 năm. Người yêu thứ hai bằng tuổi tôi, cùng lứa nên bạn có cái nhìn cũng thoáng hơn một chút. Và chúng tôi trao nhau nụ hôn sau 4 năm buổi hẹn. Lần này, bạn ấy là người hôn bằng lưỡi. Tôi thường nghe mọi người nói đó là nụ hôn kiểu Pháp. Thậm chí ngay lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, chứ nó cũng không phải nụ hôn môi chạm môi thông thường nữa. Và nụ hôn nó diễn ra bất ngờ, sau vài cái ôm vuốt ve tay chân nhau. Nhưng tôi cảm thấy hơi ác cảm với nụ hôn này, không phải vì phần lưỡi, mà là cái sự ướt át từ nụ hôn. Thật ra, kể cả khi bạn cho lưỡi vào miệng tôi, hay cùng tôi đá lưỡi nhau, tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả. Tôi thấy nó bình thường lắm. Cái điều khiến tôi bị ghê là khi bạn há miệng quá to, ra cái mặt râu của bạn vào mặt tôi, và tôi thấy kiểu như bị một cái giấy ráp to chà đi chà lại vậy. Sau cùng là nước bọt và cảm giác ướt át khiến cho nụ hôn tệ hơn. Thậm chí, tôi đã nghĩ về nó với cái cảm giác bị một con vật nào đó liếm qua mặt vậy. Những lần hôm sau, bạn vẫn áp dụng đúng một kiểu hôn như vậy. Dù tôi đã cố giảng giải rằng ta nên chạm môi, nhẹ nhàng áp môi với nhau, mút nhẹ thôi, nhưng mọi việc vẫn không khá hơn. Và tôi thì không enjoy các nụ hôn những lần sau đó, mặc cho việc bạn rất thích thỉnh thoảng được mi vào tôi và lần nào cũng dùng lưỡi. Lạ lùng là, trong mối quan hệ ấy, tôi không thích nụ hôn với bạn ấy, nhưng tôi lại thích được ôm. Rất thích được bạn ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, cánh tay, và tôi thấy an toàn và yên ổn trong vòng tay của bạn ấy. Còn bạn ấy lại nói rằng bạn ấy thích nụ hôn với tôi, rằng tôi rất biết cách hôn và thấy rung động, tim đập mạnh khi hôn. Tôi cũng hỏi câu hỏi về cảm giác của bạn khi hôn, giống như anh bạn trai đầu tiên. Cơ mà tôi không có cái cảm giác cồn cào và lâng lâng như người yêu đầu tiên, không rung động sâu sắc lắm, nên đó chính là cái lý do mà chúng tôi chia tay nhau sau vài tháng. Vì hai cuộc tình chóng vánh diễn ra rồi kết thúc đều vì cùng một yếu tố, nụ hôn, nên tôi có thử thăm dò ý kiến các bạn gái quanh mình. Một số ý kiến được đưa ra, nhưng khi ứng vào trường hợp của mình thì tôi vẫn thấy nó sai sai. Tôi không yêu cả hai bạn kia nhiều đến mức muốn hôn hai bạn đó, chẳng qua tôi dễ bị động lòng vì cô đơn quá lâu. Tôi có đọc một số forum nước ngoài, thậm chí lên Quora search câu hỏi và thấy cũng có kha khá người có cảm giác tương tự. Nhưng mà sự thật là tôi có thể cô đơn hóa bản thân trong 4-5 năm mà hoàn toàn không có cảm giác muốn yêu đương, nên việc cô đơn quá mà động lòng thì lại càng không đúng. Và còn một số tranh luận khác là khi cô đơn quá lâu, thậm chí người ta còn lười yêu nữa cơ. Tôi là kiểu chỉ thích ôm, không thích hôn. Quả thật là có tồn tại những người thích như vậy. Tôi có search qua trên diễn đàn web trẻ thơ, các mẹ cũng có người giống tôi, từng tâm sự và cũng một vài phần trong số họ không thích hôn tí nào, bị ác cảm với nụ hôn nhưng lại thích được ôm ấp, vuốt ve.
Nhưng thật ra trong thâm tâm, tôi lại thích được hôn. Thích được hôn một cách sexy, đầy đam mê giống trong các phim soap opera của Nam Mỹ hồi xưa ấy. Tôi không biết cách hôn hay thưởng thức nụ hôn, và người yêu tôi cũng thế. Tôi e rằng có khi đây là nguyên nhân chính và chủ yếu. Tôi chỉ có hai cuộc tình vắt vai trong 30 năm cuộc đời. Khi một cuộc sống tình cảm kém phong phú, thì kinh nghiệm của tôi với chuyện hôn hít cũng chỉ dừng lại ở trải nghiệm với hai người đàn ông, cũng chẳng hơn tôi là mấy về kinh nghiệm. Dù tôi có cố tình lên các trang web porn học hỏi về các nụ hôn, lên YouTube xem tay ta dạy cách hôn nhau, và WikiHow để làm theo các bước từ A đến Z, cuối cùng cái trải nghiệm hôn của tôi cũng nhạt nhẽo và chẳng thăng hoa gì. Tôi cũng muốn có thêm trải nghiệm về hôn hít, nhưng với người rất khó mở lòng vì đã single quá lâu như tôi, một vài ba cái nụ hôn không khiến tôi phải từ bỏ cuộc sống độc thân đang rất thoải mái này. Tôi kỳ vọng quá mức ở một nụ hôn, vì đọc ngôn tình Tây Tàu quá nhiều nên cứ nghĩ mọi thứ phải hoa mỹ như thế, nhưng thật ra đời không như là mơ. Cái này tôi nghĩ chắc là nằm trong tính cách con người tôi mất rồi. Tôi khá thích truyện, tiểu thuyết lãng mạn vì cái trí tưởng tượng của tôi hơi bị quá phong phú, mà tôi thường rất hay so sánh cái cảm giác khi yêu của tôi với các câu chuyện mô tả của tiểu thuyết. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy thất vọng. Ví dụ như chuyện hôn hít bạn trai, đáng ra kỳ vọng của tôi là các chàng sẽ đặt nụ hôn lên trán, rồi hai cái mũi lướt lướt qua nhau một cách đáng yêu, đôi mắt bị hút vào nhau, rồi hơi thở gấp gáp và môi chạm môi. Thế nhưng, hoàn cảnh hôn hít của tôi nó hơi bình thường, đôi khi là quán cà phê vắng, đôi khi là ghế đá. Thường tâm lý con người ta một khi đã so sánh thì hay đứng núi này trong núi nọ, nên có thể lắm. Vì thế mà tôi chả chú tâm vào để tình cảm nó thăng hoa trong nụ hôn được. Thật ra nghe buồn bã vậy chứ tôi cũng xác định một đời này có khi mình chính là kẻ bị liệt cơ môi và lãnh cảm với nụ hôn rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi mọi người có ai giống như tôi không? Các bạn đã từng trải qua chuyện tương tự chưa? Và có thoát khỏi tình trạng này hay là chưa? Chỉ để tôi có được sự đồng cảm nào đó thôi cũng được. Và đó là bài viết tôi chưa bao giờ thấy cảm giác phê khi hôn một ai đó của Big Ass Girl đăng trên Spiral.com. Và nếu như các bạn cảm thấy đồng cảm với bài viết này thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe video lần này. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào Spiral.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.